Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2023. Hôm nay mình đóng một đơn tiếp theo, một đơn cho bạn ở Linh Bình. Bạn ấy xuống học nghề cũng một tuần rồi, xuống từ hôm thứ ba, tư, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, nó hết ngày mai, thứ bảy chiều mai là bạn chở hàng về. Như vậy là cũng mất 4-5 ngày đấy. Bình thường thì các bạn chỉ học trong vòng một ngày hoặc 2 ngày là xong, nhưng bạn này rất là cẩn thận. Bạn làm đây mỗi ngày bạn bán được gần chục cái bia này. Bạn làm rất là kỹ, bạn này làm thành thạo hết rồi. Hôm nay chiều nay nữa là mình cho cắt gạch men rồi làm các thứ xong hết rồi. Thì bạn lấy một máy nén khí Pegasus 4HP 230 lít áp 12,5, một cối 30 lít, một bộ phụ kiện đáy cối, một bao cát hạt mài, một bao cát thạch anh, bếp phun 20 cái, 30 cái, một bộ dây cao su phổi bố, một bộ dây co cút dây đen, một máy cắt chữ Mimaki CG60SL, đề can khoan hao 20 m. Đây vật liệu học nghề thì mình lấy bạn thêm 200.000 thôi. Đấy, 5 hôm, nhưng mà 4 hôm mình chỉ lấy thế thôi. Gọi là ví dụ như là bắn vỏ đá này thì cho bạn bắn suốt ngày luôn, kể cả máy đấy, điện đóm các thứ, rồi đề can, rồi thì đá đấy, tất cả những cái gọi là cái vật liệu nó mất đi rồi thì mình chỉ lấy gọi là lấy 200 thôi. Đấy, công vận chuyển thì mình vận chuyển về tận nơi cho bạn, mình cũng miễn phí luôn. Dạy nghề thì ngày xưa mình lấy 20 triệu, sau lấy 10 triệu, bây giờ mình cũng miễn phí hết. Đấy, thùng đựng cát, bạn lấy thêm một cái thùng đựng cát. Đấy, bây giờ mình sẽ đóng hàng cho các bạn. Bây giờ đóng hàng này, sáng mai sẽ chạy thử hết, sau đó là chiều mai thì hàng lên đường. Một cối 30 lít này. Cối 30 lít này. Xếp hết ra đây nhé. Một cối 30 lít. 20 mét đề can này. Đề can đây một cuộn là 20 mét này. Đây mình chia ra, mình cứ chia ra các cuộn như thế này để những bạn mua này các bạn tiện các bạn dùng này. Những bạn đầu tư ban đầu này thì thường là bao giờ các bạn cũng ít vốn. Hiểu được tâm lý của khách hàng này. Một cuộn đề can của nó là 200 mét cơ. 200 mét thì nó vào gần 5 triệu rồi, hơn 4 triệu rồi. Bây giờ các bạn mua lẻ như này thì chấp nhận là lấy ít một để gọi là vốn ban đầu. Đầu tư cho cả một cái bộ máy này mới hết, chưa hết 50 triệu. Thì quá rẻ luôn. 40 triệu mà đã có một bộ máy hoàn chỉnh rồi. Lại còn được dạy nghề miễn phí. Bình thường là dạy nghề đã mất khoảng 20 triệu rồi. Ít nhất mình trước đây mình lấy 10 triệu. Nhưng mà mấy năm nay là mình dạy, 2 năm nay là mình dạy nghề miễn phí. Không, hàng vẫn thế thôi, giá của hàng vẫn thế. Toàn quốc bán như nhau nhưng mà dạy miễn phí. Để hỗ trợ các bạn thôi. Những bạn nào mà làm công nhân, hôm nay tâm sự với bạn là em đi làm công nhân ở trên em là được 6 triệu một tháng. 6 triệu một tháng thì mỗi ngày được 200.000. Bắn một cái bia men hết có chưa được phút. Bắn một cái bia men đã được 200.000 rồi. Đây hôm nay, mấy hôm nay mình lên cho bạn trải nghiệm là bạn biết rồi. Bạn làm mấy hôm đấy bạn thấy nó rất đơn giản. Ngày bạn bán được 10 cái bia là bạn đã lãi được 3 triệu rồi. 2 ngày đã bằng cái tháng lương công nhân rồi. Nên là tại sao tư bản họ đã tính là công nhân các bạn đi làm lương như ở Bắc Giang này thì công nhân được khoảng độ 8 đến 10 triệu. Còn công nhân của các tỉnh lẻ thì nó chỉ được công nhân may hoặc là công nhân đấy thì nó chỉ được 6 đến 8 triệu thì phải làm hết độ 10 12 tiếng đồng hồ. Tức là các bạn làm nó mệt rồi về ngủ làm gì có thời gian mà suy nghĩ nữa. Nhưng mà mức nó chỉ đảm bảo ở mức nhu cầu cuộc sống tối thiểu. Còn không bao giờ khá giả được.
Nhưng nếu các bạn làm nghề như này thì có thể một tháng bạn bạn kiếm được hàng trăm triệu là bình thường. Ít nhất là bạn kiếm được vài chục triệu. Vì sao thế? Vì các bạn nhận được việc là có tiền. Các bạn cứ sợ là mình không nhận được việc. Khi bạn làm thành thạo như này rồi, còn cái nhận được việc hay không ấy, mình sẽ tư vấn cho bạn thêm. Ở những cái các bạn sẽ đi in đến một ít cái gọi là mình gọi là làm công tác marketing đi, làm truyền thông bây giờ một cái bia mà 2535 người ta làm là 350, các bạn lấy 300 thôi, các bạn chỉ hết có 70.000 tiền đá, các bạn vẫn được hai tận tận 280 trừ vật liệu đi, các bạn vẫn được 250 tiền công. Thì các bạn lấy 300 đấy. Hai nữa là làm cho thợ những cái đơn vị mà người ta làm về cầu thang đá hoặc cắt đá đấy, người ta rất là bận rộn, thì các bạn làm cho người ta. Như mình ở đây mình làm cho thợ mình cũng lấy 200 một cái bia, thì các bạn chỉ lấy 150 một cái thôi. Mỗi một cái các bạn chỉ cần được 70-80 nghìn thôi. Ngày các bạn cứ bắn lấy 10 cái các bạn đã 700-800 rồi. Đấy, đây là cái công tác phát triển ban đầu của bạn. Ban đầu đừng nghĩ đến làm một tháng mấy chục triệu, mà ban đầu chỉ cần làm một tháng bạn chỉ cần lấy 5 triệu. Tháng sau bạn chỉ cần lấy độ 8 triệu. Tháng sau nữa bạn lấy 10 triệu. Đấy. Nay mình tâm sự với bạn rồi. Đây em này em ấy cũng gần 40 tuổi rồi, bôn ba làm các việc rồi. Cái cách quản trị kinh tế của một gia đình các bạn ấy, các em ấy chưa 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 được, chưa nhìn nhận đúng, nên là nó chưa có cái phát triển của cái trong cái gia đình. Đây này, một cái máy 30 cái bếp full. Ban đầu về thì mình phải vợ chồng phải có một cái kế hoạch phát triển, định hướng rõ ràng, mục tiêu rõ ràng, chứ đừng có cái hai vợ chồng vợ 6 triệu chồng 6 triệu, xong em này em đi học đi làm cái điện nước ngày được 300 được 9 triệu, nhưng mà trừ đi ngày công chỉ được 20 ngày công thì chỉ được 6 triệu, 6 triệu lại nuôi hai đứa con nữa thì được 12 triệu, thì phải nói là cuộc sống rất vất vả. Nên là nếu mà không vận động mà cứ chấp nhận cuộc sống như thế thì về vợ chồng chỉ có ụ quọc sau suốt. Nên là các bạn phải mạnh dạn. Giờ đi thuê một cái địa điểm, tìm một địa điểm đẹp thuê, nếu mình đất ở nông thôn, thuê một địa điểm đi làm. Ra ngoài phố tầm độ 2 đến 3 triệu đến 5 triệu tiền thuê nhà. Đấy, nó tùy từng vùng. Một tháng mình làm đấy độ 10 triệu, xong đến 20 triệu, đến 30 triệu, đến 50 triệu. Đấy, mình làm nó quen. Ví dụ như mình ngày trước đây, mình mới về đây được khoảng 10 năm, còn trước toàn đi thuê thôi. Nhưng mà có thể có tối vẫn vẫn cứ làm khoảng độ 50 cái bia một ngày. Như vậy là cách đây chỉ còn hơn 10 năm thôi, mình vẫn triền miên như thế. Hai vợ chồng, hai ông bà, cộng thêm ba thợ. Đấy, nó vào 7 người, hôm nào cũng làm tầm 12 giờ đêm. Đấy, thì mình chỉ cần chịu khó là có tiền thôi. Tránh xa các tệ nạn xã hội, chịu khó làm, tư tưởng lúc nào cũng phải tư tưởng tiến bộ, mình phải cầu thị và chịu chịu làm, muốn làm thì mới có ăn cơ, mà bây giờ mà lại lười làm là hỏng. Em lấy cho bạn 30 cái bếp này, cho một hộp luôn nhé. 2 4 6 7 này. Bảy này, tám này, mười này, 12 này, 14 này, 16 này, 18 này, 20 này, 22 này, 24, 26 này, 28 này, 30 này. Đấy, 30 cái phép. Em này thì rất là ngoan,
mấy hôm xuống mà mời đến đây ăn cơm uống rượu với anh, nhưng mà em không biết uống rượu. Không biết uống rượu thì mình ở nhà mình đây, vùng quanh đây nó là phố, là rất là nhiều quán ăn. Các bạn ăn 30.000, ăn 50.000 suất tùy. Còn nhà nghỉ thì ở đây nó có 150 một ngày thôi. Nhà mình rất rộng, nhưng mà thực ra thì một năm thì rất là nhiều bạn học nghề. Thế mà nhà này có ông bà già, có cả chị em, nên là mình cũng không quan ngại cái việc mà cho ở đâu, nhưng mà nó không thuận tiện cho sinh hoạt cho các bạn. Thì mình làm việc hết mấy nhà nghỉ đây rồi, cả quán ăn đây rồi. Các bạn lên đấy các bạn ở thì hết 150.000 ngày, ăn hết khoảng 100 nữa, gọi là 150 nữa, hết 300.000 một ngày đấy. Các bạn bắt xe đến đây mình cho mượn một cái xe đạp địa hình ở ngoài. Các bạn đến đây học, ví dụ như ở đây tầm độ 3 hôm thì hết độ 1 triệu tiền tiền ở, ăn ở đấy, tiền đạp xe đi chơi. Tối đây đây em vẫn khoác ba lô đạp xe vào trong phố đây, còn vào trong phố này, trong trung tâm thị trấn còn 2 cây, trung tâm thành phố đấy. Bây giờ lên thành phố Bắc Giang đây, trước mặt đây là nhà 6 tầng luôn. Ở đây thì nó đủ các dạng dịch vụ. Em này rất là ngoan, học hôm nào học về sáng ra mình phải học từ 7 giờ đến 11 giờ, nhưng mà em 7 giờ em phải đến độ 12 giờ vẫn 11 rưỡi gần 12 giờ vẫn đang ham làm lắm. Chiều từ 2 giờ đến 5 giờ, nhưng mà 2 giờ phải làm đến tầm hơn 6 giờ đi nghỉ. Làm muốn làm để cho nó thành thạo. Hôm nay cắt máy hết rồi, máy nhất là cắt thành thạo hết rồi, bắn thành thạo hết rồi. Ê, đang động viên nếu mà em muốn mở hiệu em có thể mua thêm máy này, hoặc là thiếp cưới, hoặc là khung tranh thì mình sẽ hướng dẫn thêm. Nhưng em chưa có vốn, nếu mà về mà bàn bạc với mấy vợ thì có thể lại xuống làm tiếp. Cối này, phụ kiện đấy, cối cá thạch anh, dây cao su phải bố, dây đen đây nhá, lấy dây đen quay ở trong này cho nó sáng này, quay trong cái địa điểm kia nó sáng, trong này để trong này hơi tối, tối quay đây hơi tối. Đây quay đây nó sáng sáng sủa chút. Đấy phố đi đi lại đấy, trời tối đấy. Để sẵn ở đây xong mai chỉ việc hàng lên đường thôi nó dễ. HP 230 lít áp 12,5. Tại sao mình phải khuyên các bạn là lấy hàng chuẩn? Bởi vì cái hàng hàng của mình là hàng công ty chuẩn này, thì nó sẽ hàng này nó bảo hành một năm luôn. Dầu mỡ nó có sẵn rồi, những cái này này nó cực kỳ dày luôn, nó chịu áp 12,5. Nên là các bạn đừng có ham ở ngoài rẻ, có thể là hơn 500, 700 hay là vài trăm, mà các bạn mua phải cái máy nén khí của hàng hàng kém chất lượng ấy. Nó rất nguy hiểm, nó cái, riêng cái máy nén khí này nó nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì nó mà nhiều bạn ấy, cái này nó lổ bình ấy, cái áp nó lên cao quá. Cái áp này của nhà máy là họ thử nghiệm lên đến 27 kg rồi cơ. Nhưng mà ở đây thì hàng này là hàng công ty chuẩn rồi, thì các bạn yên tâm. Mình sắp đủ cho bạn một bộ ở đây nhé. Đóng hết vào. Như cái đề can này thì mai đo cho. Đóng hết như này. Từ đây mà về chỗ bạn là 155 cây, mà xe nó chạy cho mình quen rồi thì nó lấy có 2 triệu, nên là cực kỳ rẻ rồi. Nếu mà chỗ khác như thế thì
nó sẽ mất tầm độ 2,5 triệu. Cái dây này, dây hơi này cơ mà, dây hơi này của nó là dây nhập luôn nhá, mình ép PO hết vào đây rồi, ép thủy lực hết vào đây rồi, bây giờ là chỉ việc lắp thôi. Đây mình sẽ lắp cho em sẵn như thế này để mai để em cứ thế này để em hình dung ra nó dễ thôi. Một đầu là sẽ vào đây, một đầu là sẽ vào cái cối, bộ phụ kiện đáy cối. Lấy cho em một bộ phụ kiện đáy cối nữa. Này sinh 1984. Chịu khó lắm. Chỉ có điều là cũng hơi nhút nhát nên không dám mạnh dạn. Nên là phải cần mạnh dạn hơn. Trong cuộc sống thì mạnh dạn hơn thì mình sẽ có nhiều những mình càng có cái cơ hội. Nếu mà nhút nhát thì nó khó làm việc hơn trong cái cuộc sống này, phải mạnh dạn. Các em cũng tính toán rồi, không biết mở hàng có làm được không. Nếu mà sợ thì không bao giờ dám làm cái gì cả. Đấy, nên là phải làm cái gì cũng phải không sợ. Bảy thứ này. Tám thứ này. Chín thứ này. Mười thứ này. Mười một thứ này. Mười hai thứ này. Mười ba thứ này. Mười bốn thứ này. Mười lăm thứ. Một bộ phụ kiện đó đấy cối tương đối nhiều. 15 thứ luôn. Đây cả một bộ phụ kiện đáy cối này. Còn có 15 thứ luôn. Một hộp mép phun này. Bộ phụ kiện đáy cối này. Cái này mai sẽ làm đóng sẵn ở đây xong mai sẽ chạy thử cho. Còn một bao cát hạt mài, một bao cát thạch anh thì mai cho lên xe để khênh, đỡ phải đóng. Đây, đây một bộ của em đây, nó sắp sẵn lên như này. Mai còn có một cái tủ nữa, à đây một cái tủ phun cát nữa. Tủ phun cát nữa thì mai sẽ cho em cái mẫu. Mẫu xong rồi để em về em cho thợ hàn. Đây cũng sẽ thiết kế cho em một cái mẫu, nó có thiết kế bản thiết kế rồi gửi. Nó mình làm đơn giản thôi để nó bớt tiền đi, bớt cái tiền đầu tư đi. Một cái tủ này chỉ làm trong vòng mấy triệu là xong thôi, dưới 5 triệu. Đấy. Chứ nếu mà mình bán mà mình hàn chất liệu tốt thì làm tốt cả sắt thì mình phải bán 15 triệu, nhưng mà hướng dẫn em làm bằng những chất liệu nó đơn giản hơn để cho nó đỡ cái tiền đầu tư. Tiếp tục lắp máy cho bạn nhé. Nào, lắp dây cho nhé. Cuốn cái băng tan này vào thì nó không bị xì hơi. Để lắp cho bạn bộ này là
máy 4 HP 230 lít, áp 12,5, điện 220, cối 30 lít này, cối 30 lít, một bộ dây cao su vải bố này. Hai mươi mét để can này, bạn xuống tận nơi lấy, nhưng mà vẫn phải lắp cho bạn cẩn thận như này để về, về bạn chỉ việc bắn thôi nó dễ. Và xuống thứ ba thì bắt đầu được của ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ ba ngày sáng nay nữa là còn gì nữa, là hỏi han gì nữa, xong là tổng kết thế là vừa đẹp. Quy trình làm cơ bản là các bạn học cái quy trình làm, hướng dẫn bắt đầu từ cài đặt máy, cách bật máy, cách file, file thì có sẵn đấy rồi. Các bạn sau về các bạn sẽ học, tự học cái phần thiết kế. Cái thiết kế thì nó lâu mất thời gian, bởi vì là sau này các bạn về các bạn học, tự học Corel. Nó có mẫu rồi, các bạn bây giờ hiện tại các bạn chỉ cần nhặt chỗ lọ sang chỗ kia thế thôi. Mẫu khó thì các bạn alo mình vẫn hỗ trợ. Đây lắp sẵn như này rồi, các bạn về các bạn chỉ việc dùng nó dễ. Về nhà không lắp sẵn như này xong rồi về các bạn lại lắp nó khó. Mình cứ làm sẵn cho như thế, về chỉ việc dùng thôi.
Tí nữa về sẽ hướng dẫn bạn tháo cái này ra để cho cái dây này, căn chỉnh cái dây này cho nó chuẩn, xong rồi đút nó vào, ấn vào cái này là xong thôi. Đây là cái cho này, này lắp để cho chạy thử cho bạn xem nữa. Cây của bạn này bây giờ tháo cây này ra nhé, cài đặt cho bạn hết rồi, bạn chỉ mang cây xuống thôi, chuột đây rồi, bàn phím đây rồi, cây của bạn đây này, cổng này, cổng của máy cắt này. Cổng của máy cắt này. Máy cắt này. Dây nguồn, dây nguồn đây, dây nguồn đây, cái này là của bên này. Cùng đựng cát này, giá này, một cái giá nữa, dây cao su phải bố này. Đây về đấu như này nhá, thì xong tí anh sẽ bảo cái cách để mình xoay, không người sợ về lại không biết cách xoay. Dây dài, đây cho dây này, dây này dài quá, dây thì một tổ dây, bây giờ lấy đo để can này xem, 20 mét, nhưng loại này không cắt được, không loại cắt này... mấy cắt chữ để dán vào ấy. Cắt chữ gì? Ừ.
cái khung khung 2 mét đi, 2 mét, 1 mét đỏ với mét xanh. Nhưng này để căn này nó dễ đỡ phải đua. Đấy, ngồi xong em cuốn vào cho anh. Đấy, cuốn cứ cuốn thẳng. Cứ cái gì xong rồi điện hỏi. Cứ cho số của ông ở nhà suốt ngày. Thích làm cái gì, hai bác cháu cứ thế mà giao lưu làm thơ cũng được. Bốn thế rồi có cái gì đâu. Dạ. Ừ. Làm thì cái chỗ này bỏ ra cắt gió rồi nó không đủ 20 mét. Sáu không đứt nữa xong rồi về tăng thêm, về tăng thêm cái ấy đó, tăng thêm cái lực cắt. Sáu nơi kia là mấy rồi, 6 7 mình cứ bỏ ra mình cứ cắt rời linh tinh như thì nó bị thiếu. 8 cứ xong bao giờ làm nhiều thì để thì ấy thì lấy cả quận cái này thì nó đầy. Đây là mua, đấy, chín. Cái mua lại nó đắt ra, mua cả quận. Mua ở quận thì nó rẻ đúng không? Quận nó tầm 4,5 triệu, mua lẻ này thì bán 5 triệu. Quận nó bao nhiêu mét? 200 mét. Hai trăm mét thì làm được nhiều tiền lắm. Cứ bước đầu là cứ làm thế đã. Đấy, cứ để ra thẳng ra này để cho 13. Vẫn ra nhà đấy ăn à? Đặt đấy nó lấy bao tiền nữa? 35.000. Ừ, 14. Thế à? Nó có người đặt ở đấy nữa? Có, nhưng mà ít. Ừ. Chủ yếu là bán thịt chó đúng không? Bán thịt chó. Không thích hả? Đi biên đạo anh biết rồi, bọn em hay ít ăn thịt chó đúng không? Vâng. Hay không phải? Nó tùy từng người. Tùy, em thịt chó em vẫn ăn nhưng mà ăn ít. Đi thôi. Anh chị cán bộ bắt rồi mai anh có bác trai có đi về Ninh Bình nào phát về phát hiện anh ít thì đi lâu. Đấy, chú ở đây chú biết này, anh hết việc lọ việc kia. Sáng nay đi đấu đất rồi. 17 này. 18. Làm này là chủ yếu là cái làm này đam mê truyền cảm hứng cho mọi người thôi. Không, cái này nó ra tiền, từ cái này nó mới ra cái kia. Bọn em sau này về cũng thế. 19. Ví dụ cái máy này hỏng hóc thì sao anh? Được rồi. 20 này. Dù cho anh nhỉ? Máy nào? Máy cắt này. À, máy cắt thì cứ dùng đi, lo lỗi gì cái à, alo, hỏng cái gì thì tính sau. Cứ sau 3 tháng thì thay miễn phí. Máy này là một trong những cái gọi là ngon nhất đến thời điểm hiện tại. Bởi vì là cũ nhưng mà có khi mình chết nó vẫn chưa hỏng á. Ừ. Thế cơ chứ. Thôi. Tính toán. À, cắt vào cái kia cái gì? Ừ. À, lấy sang cái màu kia gì? Màu ấy. Ừ. Màu
xanh màu đỏ này đây. Ừ. Một cái một lấy một mét màu xanh, một mét màu đỏ này. Rồi, cắt chữ bán biển biết phải không? Mấy này cố à? Bác đi cố à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây còn mang một đống bia quần áo về này. Mai bắt đầu đi chơi họp lớp. Anh thì lại trưởng ban của cái lớp đấy. Mấy lớp, lớp đạo toàn trưởng ban. Ừ, họp lớp, lớp cấp 2, lớp cấp 3. Như áo lớp ấy. Áo lớp đây. Giờ lớp mấy loại đề can. Đề can thì chỉ có đề can kia với đề can kẻ này đi. Còn cái đề can kẻ này thì cắt chữ bình thường. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cắt chữ này, cái đề can này ấy, thì anh lại phải cho dao ngắn thôi. Lúc nào cắt thì chỉnh cái này. Cái kia là anh để 90 rồi nhá. Nếu em muốn muốn nó đậm, nó sâu hơn thì em phải cho 95. 95 là vẫn lẫn tun này. Xong ấn thay đổi ở cái thứ hai, ấn sang đây. Ấn sang đây, cộng lên này, đây cộng lên, đây trừ xuống. Ừ. Chỉnh được cái đấy hết. Bắt đầu vào là mình bấm cái này để nó đo này. Đúng rồi. Xong là mình mới ấn cái này đúng không? Đúng rồi, thế là cắt thôi. Xong là cắt thôi. Ấn ở kia xong ấn này chứ. Không, ấn đo xong cái thì là ấn nút này cái vào remote cái là xong là cắt thôi. Bao giờ cái này là có chữ remote là cắt. Ấn lệnh đấy là cắt gì? Đúng rồi. Cái này thì là cứ thế này thôi, dán nó vào cái cho nó im. Cái gì? Hoàn hảo. Máy này, cối phụ kiện này, hạt cắt mài, hạt cắt thạch anh. Đây, ra xe lấy cái này vào. Khênh cái bao cát hàng mài ra. Đây, hàng mài hải dương. Cát đấy, cát xây dựng. Ô, đấy, có thích thì cho vào, không tính tiền. Đấy, cát xây dựng thì rẻ bèo. Cát xây dựng thì nó... Rút ra. Đây, bây giờ khênh cái này. Cái hàng này, cái hàng bắt buộc phải lấy, không dùng được. Cái hạt mài này thì dùng được 800 đến 1.000 lần. Còn cái kia là 400 đến 500 lần. Còn cái loại này thì nó chỉ dùng được khoảng độ 100 lần là hết. Cái gì? À, ướt thì phơi khô đó. Đây, cho một bao này nữa. Về mà cần thiết thì pha vào thôi. Không có thì mua lấy à, cát kia thì... Nhưng mà cát này em bán không là không bán được này, thế cơ chứ có phải này. Cái này nó chỉ anh chỉ để anh bắn sắt thép đổ cho khách thôi mà. Còn cái lại cái cát xây dựng này bắn bia, vậy, nên là... ừ, bắn bia thì cát kia nhưng mà cát này sau này về thì thiếu thì đấy, mà có muốn xin thì cho thêm thôi chứ còn cái hàng đấy thì nó lại không. Còn cái gì nữa nhỉ? Cái này đấu mày được với gì?
Đâu thế thôi. Đấy, xì hết hơi ra rồi đấy. Đi cho an toàn. Đấy đúng rồi. Bây giờ nó vẫn còn hơi nhưng còn ít. Về em xả như cái này mới chưa ép hơi, về em xả này. Xả hơi ra để cái này nó sẽ xì, nhấc nó lên xoay theo chiều kim đồng hồ. Bao giờ nó hết xì ấn xuống là xong. Thấy không? Nhấc lên như này này. Lúc mình hơi vào thì nó sẽ xì cái này vì nó mới mà. Miễn lại cái này này là nó cuộn như này, là sau em về em tháo cái này nó rất khó, không biết tháo kiểu gì thì em phải tháo cái này ra. Để em quay cái này để cho nó chuẩn dây ý. Mình về mình lắp ở nhà mình ý. Thế nên cái này anh cứ để nguyên như này cho em rút cái này ra. Đấy, để em chỉnh dây xong hết cái này thẳng đi thì em lắp cái này vào đây. Đấy, lắp chặt vào xong ấn này vào cái là xong thôi. Ví dụ như là mình muốn vậy nó không bao giờ đẩy ra, đẩy cái này ra được không? Rút đấy, em có rút ra, em có rút được không? Nó ăn theo rồi, lấy chặt rồi không rút được. Thế cái này ví dụ như làm mình xịt hơi ấy, cho vào cái súng hơi được không? Đấy, cho súng còn hơi được. Súng hơi thì cho vào. Ừ. Vào đấy, lại cái đầu này, đấy nó còn hai đầu này, nó thích dùng kiểu gì dùng. Cho vào đây. Đúng rồi, nó có ba đầu để dùng mà. Nào, cứ đang lên đường à. Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên phân phối bán xỉ lẻ máy phun cát thế hệ mới, dùng bắn đá bia mộ, tạo nhám gương kính, bắn đầu bò sơn xe máy, bắn sắt sơn tĩnh điện, đồ gỗ CNC, làm sạch bề mặt tất cả các chất liệu. Các sản phẩm bao gồm máy nén khí Puma, Pegasus, cối 30 lít, 100 lít, cát thạch anh, oxit nhôm, hạt mài, bếp phun carbon, hợp kim, dây cao su vải bố và các phụ kiện nhập khẩu khác. Đặc biệt, cung cấp chọn bộ máy làm bia mộ gồm máy vi tính, máy cắt đề can Mimaki, máy nén khí, cối, cát, bếp, được học nghề miễn phí. Với phương châm luôn mang giá trị đến với khách hàng, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, chúng tôi cam kết sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất. Hotline 0915 101 180. Địa chỉ Tổ dân phố Minh Phượng, thị trấn Nham Biển, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.